Tự làm banner cho shop mẹ và bé siêu đơn giản cho người mới bắt đầu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học lỏm Canva của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái banner như thế này nha. Nếu video của mình hữu ích với bạn, đừng quên đăng ký kênh của mình và để lại cho mình một bình luận phía dưới để mình biết nhé. Size của cái banner mình sử dụng là 1900x1200 pixel nha. Ok, đầu tiên mình sẽ vào Elements và gọi cái từ khóa là Sky. Tiếp theo mình sẽ vào Photos và chọn một cái hình về bầu trời nha. Thì giả sử là mình sẽ chọn cái hình này luôn đi. Đó, thì các bạn có thể sử dụng cái hình khác hoặc là các bạn vào phần Graphics. Xong rồi các bạn cũng sẽ chọn một cái hình bầu trời nha. Thì ở đây là bầu trời nó sẽ vẽ theo kiểu hoạt hình ấy. Thì các bạn thích thì các bạn có thể sử dụng nha. Với cái dạng hoạt hình này ấy, mà các bạn click chuột phải vào đây mà nó không có cái phần Set Image as Background, thì thường nó sẽ nằm ở phần dưới này, thì nó không có thì các bạn có thể là kéo cho nó to như thế này ra để làm hình nền nha. Đó, còn nếu như mà các bạn sử dụng cái hình khác mà khi mà các bạn click chuột phải vào mà nó có xuất hiện cái Set Image as Background như thế này thì các bạn có thể click vào luôn, thì như vậy là nó sẽ ra được một cái hình nền như thế này luôn nha. Tiếp theo mình sẽ vào Elements và gõ cái từ khóa là Grass. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái đám cỏ nha. Giả sử là mình sẽ chọn luôn cái đám cỏ ở phần Photos này. Đó, thì bây giờ mình đã được một cái phần thảm cỏ rất là xanh tươi. Mình sẽ kéo nó xuống ở cái đoạn này nha. Tiếp tục thì các bạn sẽ bấm vào cái phần 3 chấm, chọn vào cái phần Lock và ấn tiếp phần Lock để cho nó khóa cái phần thảm cỏ này nha. Vì tí nữa thì mình sẽ thiết kế khá là nhiều ở trên cái phần thảm cỏ này. Rồi tiếp tục mình sẽ vào Elements và gõ từ khóa là Product Display. Ở đây mình sẽ chọn một cái phần Graphics nha và chọn một cái bậc cho cái sản phẩm ý. Thì giả sử là mình sẽ lấy luôn cái hình kiểu này đi. Các bạn thích cái hình nào thì các bạn có thể sử dụng nha. Còn ví dụ là mình chọn hình này xong thì mình sẽ kéo nó sang cái góc bên trái này. Sau khi có cái bục sản phẩm này rồi thì các bạn sẽ tải cái sản phẩm của các bạn lên. Mình sẽ bấm vào Upload và chọn vào Upload Files là cái nút màu tím này. Tiếp tục là mình sẽ chọn cái sản phẩm mà mình đã có sẵn ở đây nha. Thì ví dụ là trong cái file các bạn ấy có cái sản phẩm rồi, các bạn sẽ ấn vào Upload như thế này thì nó sẽ tự tải cái sản phẩm của các bạn lên nha. Còn mình thì có rồi nên là mình sẽ chọn luôn. Giả sử đây là mình sẽ mượn cái hình ảnh của Bobby nha. Ví dụ cái chương trình của mình là mua 3 cái sản phẩm Bobby này thì được tặng một cái phần quà nào đó ấy. Thì bây giờ mình sẽ click vào cái sản phẩm này, sau đó thì mình sẽ Command D hoặc Control D để ra được một cái sản phẩm khác nha. Tức là mình nhân bản ra một cái sản phẩm khác ý. Nếu như mà các bạn có 3 cái sản phẩm khác nhau ấy thì các bạn không cần phải làm cái bước này nha. Đó, thì bây giờ mình cứ tiếp tục là nhân bản ra và mình có được 3 cái sản phẩm giống y hệt nhau như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ sắp xếp để sao cho mà 2 cái sản phẩm ở phía dưới và 1 cái sản phẩm ở phía trên nha. Đó, như thế này là được. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng cái phím mũi tên ở trên bàn phím ấy để di chuyển cái phần hình ảnh này sao cho các bạn căn để nó đúng vào cái phần mà các bạn muốn. Ok, bây giờ mình sẽ lại vào Elements và gõ cái từ khóa là Ribbon. Ở đây thì mình sẽ bấm vào cái phần bảng điều khiển ở bên cạnh này. Thì mình kéo bên xuống bên dưới nha, chọn vào cái phần Cut Out Only và ấn vào Apply Filters. Thì như vậy là nó sẽ lọc ra những cái phần nơ ấy mà nó đã được tách sẵn ra rồi. Thì cái phần này các bạn sẽ chọn những cái phần nơ mà các bạn thích nha. Giả sử mình sẽ chọn cái phần nơ này đi. Bây giờ mình sẽ kéo nó xuống như thế này cho nó nhỏ lại một chút và mình sẽ để nó vào cái phần bên dưới 3 cái phần bịch Bobby này nha. Bây giờ mình sẽ vào Elements và gõ tiếp từ khóa là Gift. Thì ở đây là mình sẽ chọn những cái hộp quà để mình trang trí bên cạnh những cái Bobby này nha. Đó, thì các bạn sẽ bấm vào cái phần Photos và chọn những cái hình mà nó đã tách nền sẵn ra như thế này rồi. Hoặc là các bạn có thể chọn những cái hình khác đều được nha. Các bạn cũng có thể vào cái phần điều chỉnh này, tiếp tục kéo xuống bên dưới và chọn vào Cut Out Only và ấn vào Apply Filters để nó lọc ra những cái hình mà nó đã tách nền rồi nha. Đó, thì các bạn có thể lựa chọn tùy theo cái style của các bạn. Giả sử là mình sẽ chọn thêm 2 cái phần quà nữa nha, nhưng mà mình sẽ không để nó ở trên thảm cỏ mà mình sẽ để nó lơ lửng như này nha. Bây giờ mình sẽ vào Elements và gõ tiếp từ khóa là Shadow. Thì như vậy là mình sẽ chọn một cái phần đổ bóng nha. Bây giờ các bạn sẽ chọn vào cái phần Graphics ở phần CO này cho mình và chọn một cái hình như thế này nha. Đó, thì các bạn sẽ để nó ở phía dưới này. Tiếp tục là các bạn sẽ điều chỉnh cái phần Transparency là cái độ đậm nhạt ý. Các bạn kéo xuống tầm khoảng 28, 27 gì đó thôi. Thì trông nó như kiểu là nó đang lơ lửng trong không trung ấy. Sau đó thì các bạn sẽ lại dùng kỹ thuật nhân bản bằng cách click vào cái hình này và ấn vào Command D hoặc Control D để nhân bản được ra một cái hình như thế này. Cái hộp quà màu xanh này thì nó sẽ to hơn một chút nên là các bạn sẽ để cái phần bóng nó to hơn một chút để cho trông nó hợp lý hơn nha. Giờ mình sẽ dùng thêm cái phần đổ bóng này nha.
thì mình sẽ để nó ở phía sau cái phần giỏ hàng. Trông như vậy thì nó sẽ tự nhiên hơn một chút. Các bạn đừng quên sử dụng cái phần transparency này nha. Thì các bạn sẽ điều chỉnh cái phần độ đậm nhạt cho nó phù hợp. Ở đây mình sẽ để cho nó nhạt hơn một chút nha. Tiếp tục ấn vào position và chọn vào to back. Thì như vậy là cái phần bóng ấy nó nằm ở phía sau cái phần thảm cỏ. Đó, các bạn nhớ là mình có một cái layer thảm cỏ nha. Rồi mình ấn vào forward. Thì như vậy là nó sẽ ở phía đằng sau của cái phần giỏ hàng này luôn. Bây giờ mình sẽ vào Elements và gọi tiếp từ khóa là Product Display. Thì ở đây các bạn cũng sẽ chọn cho mình một cái phần bục để đựng cái phần quà của mình nha. Vì là hôm nay mình có cái chương trình là mua 3 tặng 1 ý, hoặc là mua 3 tặng một cái sản phẩm nào đó, hoặc là tặng mấy cái sản phẩm nào đó ý. Thế nên là mình cũng sẽ cần một cái phần bục để mình để cái phần quà tặng ở đây nha. Ok, thì giả sử là mình sẽ chọn luôn cái đầu tiên nha. Đó, mình để ở đây. Thì các bạn nhớ là kiểu nó chưa có cái phần đổ bóng ấy, nên là trông nó khá là không được tự nhiên. Nên là tí nữa mình sẽ thêm cái phần đổ bóng vào đây nha. Vẫn là ở cái phần Elements, mình sẽ vào cái phần Recently Used và chọn vào CO. Thì cái phần này là cái phần mà các bạn sử dụng những cái thứ mà vừa nãy các bạn dùng ấy, thì nó sẽ ở đây. Giờ thì mình sẽ chọn một cái phần bóng mà mình vừa mới dùng cho cái giỏ hàng vừa nãy. Mình sẽ lại để nó ở đây. Tiếp tục là điều chỉnh cái phần Transparency xuống nhạt đi một chút. Và mình cũng sẽ làm tương tự nha. Mình sẽ bấm vào cái phần Position và tiếp tục là bấm vào cái phần Backward. Thì như vậy là cái phần bóng ấy nó nằm ở phía sau của cái phần bục nha. Trông như vậy thì nó sẽ tự nhiên hơn một chút. Các bạn có thể kéo lui ra một chút bên phải này để cho nó đủ bóng ngả sang bên phải cũng được nha. Bây giờ thì các bạn sẽ vào Upload. Sau đó thì các bạn sẽ tải những cái phần quà mà các bạn có ở trong cái chương trình này lên nha. Thì ví dụ là mình sẽ tặng họ một vài cái món đồ chơi cho trẻ em đi. Thì mình sẽ để luôn nó vào đây nha. Giờ mình sẽ vào Elements tiếp và mình sẽ gõ từ khóa là Wooden Board. Ở đây thì mình sẽ chọn luôn một cái phần bảng nha. Đó, thì mình ấn vào Graphics và chọn vào cái hình thứ ba này luôn. Thì các bạn có thể chọn những cái hình mà các bạn thích nha. Mình sẽ để nó vào cái chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ vào Elements và mình gõ tiếp cái từ khóa là Grass. Thì ở đây là mình sẽ chọn một cái nhóm cỏ để mình để vào cái phần bảng này cho nó kiểu tự nhiên ý. Đó, thì các bạn có thể chọn những cái nhóm cỏ mà các bạn thích nha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chọn những cái nhóm cây hoặc là cái bụi cỏ để trang trí cho cái phần cỏ phía sau của mình được nha. Các bạn lưu ý là khi trang trí ấy, thì mình nên chọn cái gì đó nó đơn giản thôi, chứ đừng quá phức tạp và nhiều chi tiết quá, thì khi mà người khác nhìn vào cái phần thiết kế của mình ấy sẽ cảm thấy là nó hơi bị rối mắt, thì như vậy là nó sẽ không ổn lắm nha. Giờ mình sẽ bấm phím tắt là T và mình sẽ ghi cái chữ, ví dụ là mua 3 chẳng hạn. Mua 3 thì tặng một cái phần quà nào đó. Phông chữ mình sử dụng là Balu. Nếu các bạn muốn cap lock tất cả những cái chữ lên ấy, thì các bạn ấn vào uppercase là cái chữ A lớn A nhỏ này. Đó, tiếp theo thì các bạn có thể đổi màu như bình thường nha. Click vào đây và chọn vào cái chữ A này. Sau đó thì ấn vào cái phần bảng màu mà các bạn thích. Tiếp tục là mình sẽ vào Effects và chọn một cái Style nha. Thì mình sẽ chọn vào Outline để mình tạo cái viền cho chữ ấy. Đó, thì ở cái phần Thickness này là cái phần mà các bạn kéo sang bên phải thì nó sẽ càng có cái viền to hơn. Còn kéo sang bên trái thì cái viền của nó sẽ nhỏ hơn. Muốn đổi cái màu viền thì các bạn sẽ chọn vào đây và chọn vào cái bảng màu mà các bạn thích thôi. Thì giả sử là mình muốn cái viền màu trắng nên là mình sẽ chọn cái màu trắng nha. Bây giờ mình sẽ click vào cái chữ mua 3 này và ấn vào Command D hoặc Control D để nhân bản ra được một cái phần chữ khác. Và bây giờ mình chỉ cần thay bằng chữ, ví dụ là tặng quà đi chẳng hạn. Đó, thì như vậy là mình sẽ có luôn cái style này mà không cần phải lựa chọn nhiều nữa nha. Để tránh nhàm chán thì mình sẽ đổi màu chữ tặng quà này thành màu xanh đi chẳng hạn. Thì cái phần bên trong ấy, mình sẽ click vào chữ A và đổi màu như bình thường thôi. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái phần mua 3 và tặng quà ấy, nó sẽ được khá là nổi bật ý. Rồi giờ mình sẽ ấn vào Upage và mình sẽ tạo ra được một cái trang trắng tinh như thế này nha. Thì bây giờ là mình sẽ tạo ra cái chữ và mình trang trí ở trên cái phần bầu trời của cái phần page này. Ok, bây giờ mình sẽ kéo xuống và mình bấm tắt là T. Tiếp tục là mình sẽ ghi một cái slogan, giả sử là mình sẽ ghi là đã mỏng quá xinh. Thì cái font chữ là Balu thì nó sẽ được đậm như thế này. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng là Comfortable Bold thì nó sẽ mỏng hơn một chút. Đó, tiếp tục là vào Effects và chọn vào cái phần Curve. Thì cái phần Curve này là cái phần mà nó sẽ kiểu cong cái phần chữ của mình ý. Thì mình cứ điều chỉnh để sao cho nó có một cái độ cong theo cái hướng của mình là được. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo nó lên trên này để các bạn ướm thử xem nó đã ok chưa. Thì nếu mà muốn điều chỉnh cái gì ấy thì các bạn có thể điều chỉnh ngay ở trên này cũng được. Đó, thì bây giờ ví dụ là mình sẽ vào cái phần spacing này, chọn vào letter spacing. Thì như vậy là cái phần khoảng cách giữa các cái chữ ở trong cái câu đấy ấy, nó sẽ được giãn ra một chút. Đó, tiếp tục là các bạn có thể điều chỉnh như thế nào mà các bạn thích. Ví dụ là điều chỉnh màu này,
thì ấn vào cái chữ A và đổi màu như bình thường. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể vào cái phần Effects và chọn vào cái phần Outline nếu như mà các bạn muốn kiểu tạo ra một cái phần viền khác ấy. Thế nhưng mà cái phần viền này ấy, thì mình thấy nó ok rồi, nhưng mà mình muốn có một cái phần bóng của cái chữ nữa, nên là mình vẫn phải quay về cái phần bản cũ của Canva nha, thì mới làm được. Còn cái phần bản mới Canva nó vẫn chưa có cái chức năng đấy. Thế nên là mình sẽ kéo trực tiếp cái chữ đã mỏng quà sinh này từ cái trang này xuống cái trang phía bên dưới. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng cái lệnh là copy paste như bình thường, Command C, Command D hoặc là Control C, Control D ấy. Một là các bạn có thể cắt màn hình thì cắt mỗi cái chữ tã mỏng quá xinh là được. Còn nếu mà ai không biết cắt ấy, thì các bạn sẽ ấn vào Share, chọn vào Download và chọn vào cái trang như là bình thường. Ví dụ cái trang này nó là trang 3, thì các bạn sẽ chọn cái trang 3 ở đây. Và các bạn sẽ ấn vào Done, sau đó ấn vào Download như bình thường nha. Sau khi mà chọn xong và Download về rồi ấy, thì là các bạn sẽ vào cái phần Upload như bình thường. Tiếp theo là các bạn sẽ chọn vào Upload Files và tải lên cái phần trang mà các bạn vừa download về. Rồi chọn cái phần ảnh mà các bạn muốn ấy, tiếp tục ấn vào Upload là xong. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái rất là hay. Các bạn sẽ kéo lùi cái phần Canva sang bên trái một chút. Và ví dụ là nó ở desktop nha, các bạn kéo trực tiếp vào đây là xong. Đó thì nó tải lên khá là nhanh. Rồi, bây giờ nha, để mà về cái Canva thông thường ý, thì các bạn sẽ click vào cái phần Edit Image và kéo xuống bên dưới. Và khi nó có cái xuất hiện cái phần hộp màu xanh xanh này, các bạn sẽ click vào chữ Click Here. Đó là xong nha. Thì như vậy là nó sẽ quay về cái bản cũ như thế này. Đó, khi mà các bạn ấn vào Edit Image, nó sẽ ra được cái bản cũ như thế này nha. Nó vẫn có cái shadow, nó vẫn có những cái phần điều chỉnh của cái bản cũ. Bạn nào mà muốn quay về cái bản mới ấy, thì các bạn sẽ ấn vào cái nút màu tím Check It Out ở cái phần bên trái kia nha. Ok, và mình sẽ bấm vào cái phần Background Remover là cái phần quả bóng này và tách cái phần nền của cái chữ tã mỏng quá xinh ra nha. Tách xong rồi thì các bạn sẽ lại click vào nó và chọn vào Edit Image, chọn vào cái phần Shadows này và ấn vào phần Glow. Các bạn click hai lần nha, thì nó sẽ ra được cái bảng điều chỉnh như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo Blur xuống 0, Transparency lên 100 và cái phần Size này thì các bạn tự điều chỉnh cho nó phù hợp với cái phần viền mà các bạn muốn nha. Mình thì mình thấy là cái Size để tầm khoảng 9 hoặc 10 là ok. Còn cái phần Color này thì mình sẽ lại chọn cái phần màu trắng nha. Thì cái viền màu trắng là ok, còn các bạn muốn chọn viền màu gì thì các bạn có thể đổi màu nha. Rồi giờ thì mình sẽ lại vào cái phần Edit Image và chọn vào phần Shadows tiếp. Tiếp theo là cũng chọn vào phần Glow và click 2 lần vào đây nha. Đó, thì bây giờ là mình sẽ điều chỉnh cái phần transparency nó nhạt đi một chút. Thì như vậy là kiểu nó đổ một ít bóng vào cái chữ tã mỏng quá xinh ấy, thì trông nó sẽ tự nhiên hơn. Đó, bây giờ các bạn có thể so sánh hai cái bản, một cái bản là của cái Canva mới và một cái bản đổ bóng của Canva cũ. Thì mình thấy là cái cũ ấy, nó vẫn khá là ok. Ok, bây giờ mình sẽ bấm phím tắt là T và mình ghi chữ là dinh liền tay đi chẳng hạn. Thì đó, các bạn sẽ có cái slogan riêng của cái banner các bạn nha. Thì càng nghĩ ra cái slogan mà càng hay thì nó sẽ càng thu hút khách hàng. Ở đây tiếp tục là các bạn sẽ đổi màu như bình thường thôi, thì sẽ click vào cái chữ này và ấn vào chữ A đổi màu như bình thường. Tiếp tục là sẽ vào Effects này và chọn vào cái phần Outline đi chẳng hạn. Thì các bạn sẽ điều chỉnh cái phần Thickness cho nó phù hợp, chọn cái phần Line Spacing cho nó phù hợp. Thì cái này nó phụ thuộc vào các bạn nha. Đó, thì cái phần viền ấy, các bạn để cái phần viền màu gì thì các bạn có thể đổi màu ở phần Color này. Rồi bây giờ mình sẽ vào Elements và gõ từ khóa là Voucher. Ở đây mình chọn vào cái phần Graphics nha, ấn vào phần CO này cũng được. Thì bây giờ là các bạn sẽ chọn cho mình một cái phần Voucher mà các bạn thích. Giả sử là mình sẽ chọn luôn cái hình này đi. Thì giả sử ở đây là mình sẽ có 3 cái Voucher nha. Mình sẽ click vào đây và chọn vào Command D hoặc Control D để nó ra được cái phần nhân bản của cái hình này. Bây giờ mình sẽ vừa click vào cái hình này vừa nhấn giữ nút Shift nha. Và click tiếp vào hình này, click tiếp vào hình này mà trong khi đó vẫn giữ nút Shift nha. Sau đó là các bạn sẽ chọn được 3 cái hình này rồi. Giờ thì mình sẽ bấm vào cái phần Position này và chọn vào cái phần Tidy Up. Thì như vậy là nó sẽ cân cho mình một cái phần khoảng cách nó bằng nhau giữa 3 cái hình này. Và các bạn chỉ cần điều chỉnh sao cho nó vào giữa cái khung hình là được. Rồi bây giờ mình sẽ bấm phím tắt là T và mình ghi cái voucher vào đây nha. Giả sử là mình ghi Free Ship này ở cái đầu tiên. Tiếp theo là cái thứ hai thì mình sẽ ghi về voucher giảm giá bao nhiêu đó. Đó thì các bạn có bao nhiêu cái voucher kiểu gì thì các bạn có thể để lên đây nha. Các bạn nhớ sử dụng cái mẹo mà click vào cái văn bản này xong rồi nhân bản cái văn bản ra đó bằng cách là Command D hoặc Control D, thì như vậy nó sẽ tiết kiệm thời gian các bạn hơn. Ở cái phần này thì các bạn sẽ tiếp tục nhân bản cái văn bản này ra và các bạn sẽ ghi một cái chữ giả sử là free ship 50% hoặc là 50.000 đó thì các bạn để vào đây. Thì cái chữ 50.000 này các bạn sẽ cho to hơn một chút nha.
Với cái chữ này thì các bạn nên đổi nó thành một cái màu khác cho nó đặc biệt nha. Thì giả sử ấn vào cái chữ A này và chọn một cái màu tím này đi. Tiếp tục là các bạn sẽ vào Effects và các bạn chọn vào cái phần Outline để cho cái phần nền này nó màu trắng đi chẳng hạn. Đó thì các bạn sẽ điều chỉnh để sao cho cái chữ này nó khá là nổi ý, để người ta nhìn vào một phát là người ta biết ồ cái phần voucher này nó khá là đặc biệt. Ok, bây giờ các bạn sẽ click vào đây và tiếp tục nhân bảng ra nữa nha. Thì các bạn sẽ lại nhân bảng bằng Command D hoặc Control D thôi. Và ở đây thì các bạn sẽ đổi cho mình là voucher 100.000 chẳng hạn. Còn cái phần giảm giá này thì giả sử là các bạn giảm 30%. Thì cái này là tùy thuộc vào cái voucher các bạn nó như thế nào nha. Cái voucher đầu tiên ấy thì mình sẽ để là free ship từ 50.000 nha. Thì mình sẽ nhân bảng cái chữ free ship này và ghi cái chữ từ ở đây. Để xem được cái chữ từ này nó đã bằng với cái chữ 50.000 chưa ấy, thì mình sẽ vào cái phần file, tiếp tục là chọn vào cái phần view settings và chọn vào cái show rulers and guides. Thì như vậy là nó sẽ xuất hiện cái thước kẻ ảo ấy. Các bạn sẽ kéo cho mình nha, từ cái thước kẻ bên trên xuống bên dưới này, và các bạn sẽ zoom cái này lên sao cho mà nó đủ để các bạn căn xem là cái chữ từ này ấy, nó đã cùng hàng với cái chữ 50.000 hay chưa. Khúc này thì mình sẽ điều chỉnh sao cho cái phần chữ nó dịch lên trên một chút nha. Thì các bạn cứ kéo thả để chọn hết tất cả những cái phần thiết kế này ấy, và các bạn sẽ kéo lên một chút là được. Bây giờ mình sẽ vào Elements và gõ cái từ khóa là Shadow. Ở đây mình chọn vào phần Graphics và chọn cái này nha. Thì mình sẽ để nó ở cái phần bên dưới những cái lớp của cái voucher này. Đó thì các bạn cũng sẽ nhân bản ba cái này nha. Thì tại vì mình có ba voucher ở đây nên mình sẽ làm ba cái này. Các bạn nhớ vào phần Transparency này để điều chỉnh cho nó nhạt đi một chút nha, thì trông nó tự nhiên hơn. Và tiếp tục là mình sẽ nhân bản bằng cái Command D hoặc Control D như bình thường. Sau khi mà xong rồi ấy, thì các bạn sẽ bấm vào cái phần Position này, chọn vào phần To Back. Thì tóm lại là các bạn cứ ấn vào phần Backward hoặc là ấn vào phần To Back đến khi nào mà cái phần Shadow này ấy, nó nằm ở phía dưới cái voucher là được nha. Cuối cùng thì mình sẽ vào Elements và gõ từ khóa là Tree. Ở đây mình sẽ tìm một cái cây để trang trí ở phía đằng sau cho nó bớt trống nha. Thì cái này các bạn có thể thêm vào hoặc là không cũng được nha. Nhớ là ấn vào phần Graphics để chọn được nhiều hình hơn. Đó, ví dụ như cái hình này chẳng hạn. Ok, bây giờ mình sẽ click vào cái hình cây và chọn vào Position, chọn vào To Back và tiếp tục chọn vào Forward. Thì như vậy là cái phần cây này của mình nó sẽ nằm ở phía trên của cái phần thảm cỏ này, trông nó sẽ được tự nhiên hơn. Tiếp tục thì mình sẽ lại vào Elements và gõ từ khóa là Bear. Ở đây là mình cũng chọn vào phần Graphics và chọn một cái hình kiểu dạng như là chú gấu đang cầm một cái chùm bong bóng như này đi. Bên phải này mình đang thấy hơi trống nên là mình sẽ để chú gấu cùng với cái chùm bong bóng ở đây nha. Cuối cùng thì các bạn có thể vào Elements và gõ thêm cái từ khóa là Bird để tìm thêm một vài cái chú chim nha. Giả sử là mình sẽ tìm cái chú chim này và để nó vào bên góc bên trái đi chẳng hạn. Đó, ở cái phần bảng mua ba tặng quà ấy, thì các bạn cũng có thể để một cái chú chim để kiểu nó như là đang đậu ở trên cái bảng cũng được nha. Đó thì ví dụ như mình sẽ chọn cái hình này, hoặc các bạn có thể chọn cái hình khác cũng được nha. Bây giờ mình sẽ click vào hình con chim này và ấn vào Flip, chọn vào Flip Horizontal để nó quay sang bên trái nha. Cuối cùng thì mình sẽ vào Elements và gõ từ khóa là Sun. Thì ở đây là mình sẽ tìm một cái mặt trời nha. Các bạn có thể tìm cái mặt trời nào cũng được, còn mình sẽ tìm luôn cái ánh sáng này nha. Đó, thì mình sẽ để nó vào cái góc bên phải này, coi như là kiểu ánh sáng ban ngày chiếu rọi rất là tươi sáng nọ kia đồ. Các bạn đừng quên thêm cái logo của các bạn ở trên cùng của banner nha. Tùy theo cách sắp xếp thiết kế thì mình thấy thường là cái logo nó sẽ nằm ở trên cùng, góc bên trái, ở giữa hoặc bên phải đều được nha. Ok, và đây là thành quả của chúng ta nha. Cảm ơn các bạn đã xem video đến bây giờ. Nếu video của mình hữu ích với bạn, đừng quên đăng ký kênh của mình và để lại cho mình một bình luận phía dưới để mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.